đám đông người biểu tình đã tập trung về quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev vào sáng sớm ngày hôm nay để tìm nơi trú ẩn nghỉ ngơi, lấy sức cho các cuộc biểu tình tiếp theo. Hầu hết các công trình công cộng như tòa nhà quản lý thành phố Kiev hay nhà thờ Mikhail Snoky được người biểu tình trưng dụng làm chỗ ngủ, trong khi lều bạt lò sưởi cũng được dựng lên và thức ăn được mọi người phân phát cho nhau. Cùng chống chọi với thời tiết lạnh giá ngoài trời, những người biểu tình cho biết mục đích của họ là muốn đảm bảo một tương lai tốt hơn cho Ukraine. Chúng tôi ở đây để bảo vệ tương lai của Ukraine, quốc gia cần trưởng thành và khác đi so với hiện tại, để bày tỏ sự bất đồng với chính phủ và để bảo vệ lợi ích của người dân Ukraine, những người cần một cuộc sống tốt hơn và xứng đáng hơn. Các cuộc biểu tình tại Ukraine bắt đầu hơn một tuần trước, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận liên kết với EU về việc mở cửa biên giới trao đổi hàng hóa và tạo tiền đề nới lỏng việc đi lại hạn chế tại đất nước này.